Kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hội chợ Tết năm 2014 được tổ chức trên tinh thần thiện nguyện của một số anh chị em tại vùng Central Valley qua hội khuyến học Fresno Clovis Vũ Nhân. Kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây. Thưa ông, xin ông có thể cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết được cái chương trình Tết của thành phố Fresno tổ chức như thế nào thưa ông? Xin chào anh Vũ Dương và xin chào tất cả khán giả của đài SBTN. Năm nay, đặc biệt tại thành phố Fresno, trên tinh thần phục vụ cộng đồng, một số anh chị em đã đứng lại cùng nhau để tổ chức một cái Tết. Mục đích là nhằm giúp đỡ tất cả đồng bào tại vùng Central Valley có một cái Tết ấm áp trong thời gian sống tha phương ở xứ người. Bên cạnh đó, cũng giúp cho tất cả các em nhỏ tại thành phố có cái cơ hội tiếp xúc và học hỏi về những cái ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chương trình tổ chức của ban của cái hội chợ Tết cũng khá phong phú, bao gồm tất cả những cái tiết mục như là bàn thờ cúng tổ tiên, mua lân, đốt pháo. Bên cạnh có cũng có những cái tiết mục như thi những cái cành cây kiểng, tiết mục biểu diễn áo dài, múa trống cơm và một số tiết mục giúp cho các em nhỏ như là múa võ, biểu diễn võ thuật, các game chơi cho những cái em nhỏ. Thì hy vọng cái sự năng nổ và cái sự cống hiến của các anh chị em thiện nguyện cả thành phố Fresno sẽ giúp cho đồng bào chúng ta có một cái Tết ấm áp tại xứ người. Kính thưa khán thính giả của SBTN, cùng với anh Vũ Nhân, phóng viên của đài, thì thay mặt cho Hội Văn nghệ Khuyến học của Fresno và Clovis, tôi xin có một vài lời là chúng tôi đã có một cái chương trình thống nhất và sẽ tập và bắt đầu từ thời gian gần đây để mà chuẩn bị cho trình diễn Hội Xuân của năm Giáp Ngọ 2014. Đó là Mừng Xuân Tuổi Thần Tiên tại thành phố Fresno. Chúng tôi rất mong muốn được sự đóng góp của quý đồng hương xa gần, nhất là tại thành phố Fresno và Clovis. Và mong mỏi hơn là những con em chúng ta sẽ được biết được truyền thống Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc chúng ta, để cho các em sau này sẽ có những cái hoài niệm và tưởng nhớ mãi những cái ngày truyền thống Tết như vậy. Dạ, con tên là Lương Huỳnh Mai, tới đây để tập biểu diễn thi Hoa hậu cho hội chợ Tết Việt Nam ở Fresno sắp tới. Thì thấy cộng đồng rất là vui, thì con cũng muốn ủng hộ giúp đỡ cho Fresno thêm sôi nổi một chút. Con tên gì? Con tên Kathy. I'm practice người mẫu. Thấy vui không? Dạ có. Con bao nhiêu tuổi? Con 7 tuổi. Cảm ơn con. Dạ. Hello, con tên gì? Con tên Yến Lan. Yến Ly. Tên Thi. Dạ, con tên Trang. Ngày hôm nay con đến đây làm gì ạ? Đang practice cho cái Vietnamese. Vui. Dạ, yeah, thấy vui luôn. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới.